Xin chào các bạn đến với kênh Nguyễn Phước Minh 46 của mình. Mến chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ review cho các bạn một quán ăn buffet 119.000. Chỉ 119k thôi nha các bạn. Cái quán mà này nằm ở đường tỉnh lộ 8 các bạn. Số 71 tỉnh lộ 8. Là mình đi hướng ngã tư An Sương lên đó các bạn, là mình đi đến cầu vực Củ Chi, cái mình rẽ phải, rẽ tay phải mình chạy một đoạn là sẽ nhìn bên tay trái có quán này nữa các bạn, số 71 đường tỉnh lộ 8. Rồi mời các bạn hãy vô tham quan cho mình giúp cùng mình nha. Tính riêng hả? Em con nước tính riêng hả? Tính riêng. Đây, anh cứ quay nha. Hấp nhìn hấp hơi quay thôi.